Đèn đã sáng rồi các bạn, đây quá trình nghiệm thu này. Đây là đồng hồ vôn này, chúng ta sẽ bật để kiểm tra. Đây là một pha này. Còn chúng ta đây là ba pha là 400 này, căng đét không? Để bảo vệ cho nó an toàn. Ở đây thì có thiết kế ba cái cầu chì chỗ này để đưa điện vào bộ bảo vệ mắt pha để kiểm tra cho nó nhanh, nghiệm thu cho nó dễ. Chúng ta sẽ xem là mắt pha A này. Nhảy ngay lập tức ha. Xin chào các bạn. Ở đây mới về hai cái tủ điện này. Chà, vẫn còn mùi thơm. Sơn mới sơn xong. Cái này người ta sẽ dựa vào cái file thiết kế của mình, người ta cắt ra, xong sau đó người ta mới sơn. Thì các bạn thấy là nó đẹp mà nó không có bị lỗi gì hết. Về chúng ta ráp thiết bị nó cũng nhanh hơn. Ở trong đây nó còn một lớp nữa này. Cái lớp này thì nó có cái tấm đế thôi, tấm panel thôi. Ở đây sẽ bố trí vào cái CB 300. Ở dưới đây là CB 200, 150, 30, 20. Và đồng thời là cái tủ này là mặc dù là tủ động lực nhưng mà nó cũng có cơ cấu chống mất pha. Và các bạn sẽ để ý là chúng ta chống mất pha bằng con sân chip để chọc vào cái CB nhé. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Thank you.
Đèn đã sáng rồi các bạn, đây quá trình nghiệm thu này. Đây là đồng hồ vôn này, chúng ta sẽ bật để kiểm tra. Đây là một pha này. Còn chúng ta đây là ba pha là 400 này, căng đét không. Còn bên đây là ampe thì chúng ta chưa có dòng gì hết, thì chúng ta chưa có đo được ha, ba pha. Và bên trong. Đây. CB. Bật lên. Các cái CB con thì các bạn cần thì các bạn bật lên. Cái tủ hai lớp nó có ngăn biệt như thế để bảo vệ cho nó an toàn. Ở trong đây rút kinh nghiệm là khi mà thiết kế tủ thì cái này các bạn nào thiết kế cho nó có một cái đường trống một tí xíu. Ba cái biến dòng này bắt cho nó tách ra chút, cái này tôi bắt cho nó hơi sát nhau, do đó mà khi ráp là phải sửa lại, rất là mất thời gian. Ở đây thì có thiết kế ba cái cầu chì chỗ này để đưa điện vào bộ bảo vệ mất pha để kiểm tra cho nó nhanh, nghiệm thu cho nó dễ. Chúng ta sẽ xem là mất pha A này. Nhảy ngay lập tức ha. Cái đèn báo nó chớp thế này là mất pha này. Chúng ta sẽ khôi phục lại pha A. Sau đó kéo xuống, đóng lên. Tương tự như vậy chúng ta sẽ mất pha B. Đóng lại. Kéo xuống. Chúng ta sẽ mất pha C. Ba pha là kiểm tra là tốt hết. Rồi. Đây là bên dưới chúng ta sẽ có cái tấm, làm thêm cái tấm mica nữa để bảo vệ cho nó an toàn. Như vậy là kết thúc chúng ta bàn giao tủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.